Kính mời quý vị nghe tiếp phần chánh văn. Giờ tỉnh giấc mơ tiên mới lại, khóc vòng quê thơm nước ghi mùi hương. Bà ráo chân bèn bước ra vườn, truyền thị về tỉnh vua lại đau. Vui lời đến nơi qua thảo, lại gần bà sao rất quái kỳ. Tay chân bèn run rẩy một khi, muốn quỳ xuống mắt giường tâm tôi. Tiếng thần tiên trên không ca trời, rằng ta mừng vua hữu thiện căn, sắp có con thế giới chẳng bằng. Sao người ấy lập nên đạo cả, vua nghe xong cúi đầu bái tạ, liền khoáng cùng hoàng hậu ma giang. Có việc chi vội vã dời ta, khá nói lại đầu đuôi tường tất. Chú thích: giấc mơ tiên cũng gọi là giấc tiên, có nghĩa giấc ngủ của người đẹp, ý dùng để diễn tả cho đẹp câu văn, cũng có nghĩa giấc mộng thấy cảnh quý báu. Đây là giấc mơ của hoàng hậu thấy điềm sắp được thọ thai. Do một vị Bồ Tát giáng trần, đức thầy có câu: mơ tiên hồn muốn dục bay. Phòng quê cũng gọi là phòng hoa, ý chỉ phòng của người đàn bà ở, có trang diện bông hoa cho tăng thêm vẻ đẹp. Thị vệ là người theo hầu và bảo vệ nhà vua. Lai đáo là lại đến. Hoa thảo là cỏ và bông. Nơi vườn hoa của hoàng hậu Ma Gia có trồng đủ kiển vật, hoa thơm cỏ lạ. Quái kỳ là lạ lùng khác thường. Ca trỗi, tiếng ca hát và nhạc sáo vang lên. Đầu đuôi tường tất là phân kể hết mọi việc trước sau rành rẽ, bài tường tận trước sau chung thủy. Lược giải từ câu 141 đến câu 156. Hoàng hậu vừa tỉnh giấc, cảm thấy trong người khinh khoái lạ thường, và khắp phòng đều có mùi hương nồng nặc, một thứ hương thơm mà từ trước tới giờ bà chưa lần nào được ngửi. Bà lẽ làng bước đến giường qua, ra lệnh cho thị vệ thỉnh vua tịnh phạn tới ngay giờ ấy. Vua được tin đi thẳng đến quê viên, nhưng có điều kỳ lạ, khi bước đến chỗ hoàng hậu, bỗng nhiên tâm nhà vua bắt hồi hộp, đôi mắt qua lên và tay chân đều rung chuyển, hình như bị án điển quan rọi đến, khiến vua tự muốn quỳ xuống. Liền theo đó vua ngửi được mùi hương thơm, tai nghe tiếng ca nhạc vang dội khắp trời. Đó là lời nhạc của các đấng thần tiên chúc mừng vua và hoàng hậu sắp sanh đặng người con mà cả thế giới chưa một ai sánh kịp. Bởi vị thánh nhân ấy sau này sẽ sáng lập nền đại đạo và mang lại hạnh phúc vĩnh cửu cho muôn loài. Nghe lời chúc tụng xong, vua tịnh phạn vui mừng chi xiết, liền cúi đầu lễ tạ. Đoạn rồi ngài bước tới phán hỏi hoàng hậu có điều chi hệ trọng, phu nhân hãy trình bày hết cho trẫm nghe.